Xin mến chào quý khán thính giả thân mến, kính chúc quý khán thính giả bước sang năm mới với nhiều sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị, quý khán thính giả trong suốt những ngày tháng vừa qua đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Hóng Biến TV. Và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết có trong bản tin ngày hôm nay. Tin nóng, ông chủ phòng trà Đồng Dao bất ngờ quay xe, đưa mọi bằng chứng cho CEO Phương Hằng trong vụ ẩu đả, đờm sau chổi toang rồi, lần này hết đường sống. Thưa quý vị và các bạn, bà Phương Hằng vạch mặt Đàm Vĩnh Hưng và phòng trà Đồng Dao đánh đuổi khán giả. Thưa quý vị, thì tiếp tục theo drama của bà Phương Hằng với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, thì mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã lên sóng livestream tố cáo phòng trà Đồng Dao sau buổi biểu diễn của anh Đàm mà nữ CEO không thể tham dự. Bà chia sẻ, chúng ta đã tiết lộ là Bộ Công an là đã kết luận nghệ sĩ không có dấu hiệu phạm tội. Chúng ta là những người dân, chúng ta luôn thượng tôn pháp luật và tin tưởng rằng pháp luật đã kết luận như vậy là đúng. Chính bản thân tôi đã quay xe và tôi nói rằng chúng ta phải cổ vũ những nhân tài của đất nước. Chắc chắn là đất nước của chúng ta đã hết nhân tài, chỉ còn một vài nhân tài thôi, nên chúng ta không thể nào mà không cổ vũ được. Không có những nhân tài này thì ai hát cho chúng ta nghe? Chẳng lẽ là cho bà Hằng hát hoài cho quý vị nghe mà hát dở như hạch thì làm sao mà vui được, phải không quý vị? Cho nên đất nước chúng ta đã hết nhân tài rồi, chỉ có một số ca sĩ bất đắc dĩ, bất di bất dịch nên chúng ta phải đành cổ vũ thôi, hết lòng tung hô để cho họ phải có tinh thần ca hát. Và tôi chưa có một lời lẽ nào xúc phạm nghệ sĩ sau khi Bộ Công an ra thông báo là nghệ sĩ không có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chia sẻ về buổi biểu diễn ở phòng trà Đồng Dao của Mr. Đàm thì bà Phương Hằng nói chỉ có một số fan đã tới cổ vũ cho Đàm Vĩnh Hưng, chủ yếu là khách mời, một người nổi tiếng như Đàm Vĩnh Biệt, được gọi là ông hoàng nhạc Việt, ca sĩ của vùng cấm vùng đất kín, cho nên đi đến đâu được thiên hạ tung hô đến đấy là chuyện bình thường. Đó là một niềm kiêu hãnh to lớn của Đàm Tấn Cướp, cũng như là Hoài Lũ và Trấn Lột cũng vậy. Bà có nhắc lại, bà con tới phòng trà thì được công an thành phố yêu cầu là đi về vì đối diện phòng trà là lãnh sự quán Thái Lan. Họ phản ánh lên Bộ Nội vụ và đây là nơi tụ tập đông người. Và lúc đó đội tuyển Việt Nam đã thắng Trung Quốc 3-1 nên họ sợ người dân xuống đường cổ vũ đông rồi lại tổ chức phản động. Việt Tân nhân đó hùa theo, sợ là có bạo loạn nên vì an ninh quốc gia, bà đã hy sinh niềm vui cá nhân và đã ra về luôn. Đáng chú ý, bà cho biết hai người bạn của bà tham dự phòng trà Đồng Dao từ đầu tới cuối chia sẻ cho bà biết về thông tin ở đó. Bà rất buồn về cách hành xử của phòng trà Đồng Dao. Thứ nhất, khi biết fan của bà Phương Hằng ở đó thì họ lục từng cái túi sách và cho cái máy giả từng người một như kiểm tra an ninh ở sân bay. Bà cho rằng đây là điều không thể chấp nhận được. Thứ hai, khi có một fan nói cô Hằng máy đỉnh mà bị phòng trà đuổi ra ngoài bên ngoài, tại sao người ta ra ngoài đánh dù người ta là không làm gì manh động, chỉ đơn giản là nói theo cảm xúc cá nhân mà thôi. Và ở đó có một số thành phần đã xua đuổi fan của bà Phương Hằng ra ngoài và Đàm Vĩnh Hưng đã phát biểu bây giờ chỉ còn fan của tụi mình thôi. Bà Hằng cho rằng đây là một cuộc chơi không công bằng. Giá vé vào phòng trà là 1,1 triệu đồng, cộng với tiền đồ uống là 1.250.000 đồng, vậy mà lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy, mặc dù chưa một ai làm gì vậy mà họ manh động như thế, chứng tỏ là đã đủ thế đối đầu với khán giả. Vậy thì còn tư cách con người của công chúng đi phục vụ công chúng nữa hay không? Bà nói. Còn chia sẻ rộng rãi cho cộng đồng mạng trong và ngoài nước biết, phòng trà Đồng Dao này đã để nhân viên đánh khán giả chảy máu mồm và Đàm Vĩnh Hưng đối xử với khán giả như thế nào, lôi cả giang hồ vào để sẵn sàng hành hung khán giả, đuổi khán giả ra ngoài dù người đó không hề có làm gì, chỉ là không nhắc đến tên của bà Phương Hằng. Phòng trà này và Đàm Vĩnh Hưng đã sắp xếp trước để đối đầu với khán giả và ai đã bảo kê cho Đàm Vĩnh Hưng và phòng trà này để làm những việc như vậy. Bà Phương Hằng cũng nói thêm, Đàm Vĩnh Hưng từ một thợ cắt tóc trở thành một ca sĩ như ngày hôm nay lại có cuộc sống giàu sang là nhờ sự ủng hộ của khán giả. Tại sao Đàm Vĩnh Biệt này lại đối đãi với khán giả một cách tệ bạc như vậy? Và tôi không bao giờ là đội trời chung với kẻ mà vong ơn bội nghĩa với nhân dân. Tôi là một người nặng lòng với nhân dân, nặng lòng với người nghèo và nặng lòng với đất nước Việt Nam này. Cho nên, quý vị thấy đạo đức, tư cách của nó có xứng đáng là người của công chúng nữa hay không? Đất nước chúng ta không còn nhân tài nữa hay sao mà để cho những con người này đi lên ca hát, giờ quay ngược lại để chửi khán giả là ngu, là nhục và sẵn sàng chửi khán giả là chó và sẵn sàng cho người đánh khán giả. Như vậy, có phải là nó đã vong ơn
bạc nghĩa đối với đất nước chúng ta và kể cả chúng ta đã cống hiến cho nó suốt bao nhiêu năm qua để cho nó ăn trắng, mặc trơn, ngồi trên đầu chúng ta và chửi chúng ta. Còn nỗi đau nào hơn, còn cái u mê nào không, bà nói. Một thông tin cực nóng xuất hiện, lời kêu gọi người dân xuống đường phản đối kết quả mà Bộ Công an đã công bố về kết quả điều tra việc các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện, mà đặc biệt là vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nam MC Trấn Thành và nam ca sĩ Đàm Tuấn Cước, nghệ sĩ hài Hoài Linh 14 tỷ cùng với ông thần điêu đại điệp Võ Hoàng Yên. Thưa quý vị, trong chiều ngày 23 tháng 1, sau khi công bố của Bộ Công an đưa ra công bố kết luận cuối cùng liên quan đến việc làm từ thiện của các ca nghệ sĩ, mà đặc biệt là vợ chồng của nữ ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh, nam MC Trấn Thành, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hà Hoài Linh và đặc biệt là ông Võ Hoàng Yên, thì nhanh chóng trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện lời kêu gọi người dân xuống đường phản đối việc là liên quan đến các ca nghệ sĩ đã ăn chặn tiền từ thiện trong thời gian vừa qua, là kết quả đã quá rõ ràng. Nhưng không biết vì lý do và vấn đề gì mà Bộ Công an lại đưa ra công bố kết luận là không khởi tố vụ án khi sự việc ăn chặn tiền từ thiện của các ca nghệ sĩ bẩn trong thời gian vừa qua là không thể nào mà chối cãi được nữa. Rất nhanh chóng, các group anti-fan của vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh đã nhanh chóng có bài đăng kêu gọi người dân, các bạn trẻ và người dân hãy xuống đường phản đối kết quả mà Bộ Công an đã công bố trong chiều ngày 23 tháng 1 liên quan đến việc ăn chặn tiền từ thiện của các ca nghệ sĩ bẩn này. Điều đáng nói là bài viết chỉ xuất hiện trong vòng vài phút rồi sau đó lại có động thái xóa bài đi. Điều này chứng tỏ rằng cư dân mạng và đồng mạng, cộng đồng mạng hết sức là bức xúc về kết quả mà Bộ Công an đã công bố về việc ăn chặn tiền từ thiện của các ca sĩ trong thời gian vừa qua. Những vấn đề liên quan bất cập trong việc làm từ thiện của các ca sĩ trong thời gian vừa qua là không thể nào mà chối cãi được. Khi họ ăn chặn tiền từ thiện đã quá rõ ràng, người dân đang trông chờ kết quả mà Bộ Công an đưa ra là kết quả xứng đáng liên quan đến việc phải trả giá trước pháp luật cho những hành động làm màu và ăn chặn tiền từ thiện của các mạnh thường quân, đặc biệt là những đám ca nghệ sĩ bấn bựa này. Chúng đã lợi dụng các hình ảnh tên tuổi của mình và lợi dụng sự đau khổ của người dân để kêu gọi một cách là vô tội vạ và số tiền của các mạnh thường quân chuyển vào các tài khoản cá nhân cho chúng. Rồi sau đó chúng lại rắp tâm ăn chặn tiền từ thiện, nhưng không biết vì vấn đề gì hay là thế lực nào đứng sau chống lưng mà Bộ Công an đến giờ phút này lại không đưa ra kết luận khởi tố vụ án, mà đưa ra kết luận là không khởi tố vụ án đối với bất kỳ ca nghệ sĩ nào trong thời gian vừa qua đã ăn chặn tiền từ thiện. Điều này đã gây ra một sự bức xúc không hề nhỏ dữ dội trong dư luận. Lập tức là cư dân mạng đều đã lại lời bình luận dưới bài đăng làm đồng tình và chuẩn bị cho một số vấn đề liên quan đến việc có động thái phản đối đối với kết quả của Bộ Công an trong thời gian tới. Và đặc biệt là các group anti-fan của vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, nghệ sĩ Hà Hoài Linh đều đồng tình ủng hộ và cho rằng cần phải phản đối tích cực bởi vì kết quả điều tra của Bộ Công an đã công bố và điều này chắc chắn trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều vấn đề bất ổn liên quan đến việc công bố kết quả của Bộ Công an về vấn đề ăn chặn tiền từ thiện của các ca nghệ sĩ bẩn trong thời gian vừa qua. Ngày 23 tháng 1 năm 2022, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đã có thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Cụ thể là tháng 5 năm 2021, C02 đã nhận phản ánh việc vợ chồng của nữ ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành và nam MC Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương, mẹ của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, huy động tiền từ thiện để cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong năm 2020. Nhưng những hình ảnh, những người này, họ đã lợi dụng tên tuổi của mình, sau đó kêu gọi một cách vô tội vạ số tiền của các mạnh thường quân chuyển vào tài khoản của các cá nhân. Sau đó họ chuẩn bị là sẵn sàng phương thức để ăn chặn tiền từ thiện. Nhưng việc ăn chặn vận tiền từ thiện lại là Bộ Công an đưa ra quyết định không khởi tố vụ án, làm cho người dân và khán giả cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Những người này bị tố giác là thiếu minh bạch khi là phân phối sử dụng tiền quyên góp. Khi xác minh thì sẽ không ai được xác minh xác định là các nghệ sĩ trên lại không có hành vi gian dối và không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự theo là số 01 quyết định ngày 7 tháng 1 năm 2022. Không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự theo là số 01 quyết định ngày 7 tháng 1 năm 2022. Thế nhưng đến giờ phút này, số tiền 4,2 tỷ đồng tại Quảng Trị và hơn 70 triệu đồng tại huyện Thanh Chương của tỉnh Nghệ An mà nữ ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh đã ăn chặn tiền từ thiện tại đây, thì đến giờ phút này đây, Bộ Công an lại không đưa ra quyết định khởi tố, và điều này lại là vấn đề là XYZ nữa. Đây là một sự khuất tất ở phía sau liên quan đến kết quả điều tra mà ông Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm công bố kết quả cho nữ ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh, và điều này chắc chắn rằng sẽ gây ra một sự bức xúc
và phẫn nộ dữ dội trong một bộ phận dư luận. Phần lớn các ý kiến cộng đồng mạng đến lại đều ủng hộ của group anti-fan Lũ Hậu, vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh, rằng phải xuống đường để phản đối kết quả mà Bộ Công an đã công bố cho vợ chồng nữ ca sĩ này trong năm 2020 vừa qua là không có ăn chặn tiền từ thiện là không hợp lệ. Như vậy, tất cả các ca nghệ sĩ đã từng vướng vào ồn ào từ thiện đã được minh oan và của các cơ quan chức năng, nhất là Bộ Công an. Đàm Vĩnh Hưng còn hào hứng chia sẻ thông báo kèm với dòng chú thích rằng là khẳng định bản thân mình đã được giải oan rồi. Đồng thời, nam ca sĩ này còn gửi lời cảm ơn Bộ Công an đã vào cuộc để nhanh chóng có kết luận những lùm xùm làm dậy sóng mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Nhưng ít ai biết rằng, ai cũng biết đó là sự việc XYZ mà các nữ ca sĩ này cùng với các ca kịch sĩ, nghệ sĩ Việt Nam bẩn bựa này với các cơ quan chức năng cảnh sát điều tra là đã quá rõ ràng. Và ông Hoàng Nhạc Việt này còn cho biết là sẽ chia sẻ cụ thể hơn nữa vào tối nay về những vấn đề tiếp theo để xử lý những cá nhân vi phạm, tập thể đã vu khống xúc phạm đến danh dự và uy tín của ông ta trong suốt thời gian vừa qua. Điều này chứng tỏ rằng, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng này đang đá xéo với chị đại CEO Nguyễn Phương Hằng. Thế nhưng, trước thông báo của Bộ Công an về quyết định không khởi tố vụ án hình sự, thì phía cộng đồng mạng đã nảy sinh ra nhiều ý kiến phản đối quyết liệt. Vụ việc Bộ Công an đưa ra quyết định là không thể khởi tố vụ án hình sự đối với các ca nghệ sĩ đã ăn chặn tiền từ thiện trong thời gian vừa qua. Đáng chú ý nhất là dưới những ồn ào bàn tán thì bà CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã đăng tải lại thông báo kèm với dòng trạng thái gây nhiều tranh cãi. Chúc mừng nghệ sĩ tiếp tục tạo sự nghiệp từ thiện. Năm cũ đã qua đi, năm tới lại đến thì đại thành công nhé. Điều này chứng tỏ rằng bà Nguyễn Phương Hằng đang đá xéo các nghệ sĩ, mà đá xéo với các cơ quan, chính quyền Bộ Công an trong thời gian vừa qua là các ca nghệ sĩ, kịch sĩ đã ăn chặn tiền từ thiện là đã quá rõ ràng. Nhưng đến nay Bộ Công an đưa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với bất kỳ một cá nhân, một ca nghệ, kịch sĩ nào trong thời gian vừa qua, thì sự nghiệp ăn chặn tiền từ thiện của các ca sĩ này trong thời gian sắp tới sẽ là còn tiếp diễn. Đó là lời nói của bà Nguyễn Phương Hằng, rất thâm thúy.